Chào mọi người đến với kênh Chị Đẹp Review Phim. Hôm nay chúng ta cùng xem bộ phim phiêu lưu lịch sử của Mỹ có tên Bá Tước Monte Cristo. Bối cảnh bộ phim nói năm 1824, Hoàng đế Pháp Napoleon bị lưu đày đến đảo Elba ở bờ biển Italy. Người Anh lo lắng có người đến cứu nên đã tiêu diệt tất cả những người đến gần hòn đảo. Chuyển cảnh quay, mấy ngư dân đang chèo thuyền về phía hòn đảo. Hóa ra thuyền trưởng của họ đã bị viêm màng não, phó nhị Edmund kiên quyết muốn cứu sống ông ta mới mạo hiểm lên đảo tìm bác sĩ. Người bạn Fernand cũng đi theo. Không ngoài dự đoán, hai người vừa lên đảo đã bị truy sát. Vào lúc nguy cấp, vẫn là Napoleon xuất hiện kịp thời mới cho hai người cơ hội giải thích. Napoleon đồng ý chữa trị cho thuyền trưởng, còn bí mật nhờ Edmund giúp một việc, đó là đem một bức thư đưa cho một người lính già ở Marseille. Bởi vì Napoleon không muốn người Anh đọc được bức thư này. Nếu như để người Anh đưa thư, họ chắc chắn sẽ mở ra xem. Napoleon kiên định nói bức thư này rất an toàn, hơn nữa chỉ cần anh giúp tôi, các anh sẽ không cần phải trả tiền thuốc men. Edmund nghĩ một hồi thì đồng ý. Napoleon dặn đi dặn lại, nhất định không được để người khác biết bức thư này, dù cho có là bạn thân nhất. Thế nhưng trùng hợp thay, Fernand cũng nhìn thấy cảnh này. Nửa đêm, Napoleon đánh thức Edmund đang ngủ say, nói thuyền trưởng của các anh đã chết rồi. Edmund rất đau buồn, chèo thuyền rời khỏi hòn đảo, đem theo thi thể của thuyền trưởng về Marseille. Vừa lên bờ, tên thuyền phó đã mách lẻo với ông chủ tàu buôn nói Edmund không làm theo lệnh, lên đảo đều là chủ ý của anh ta. Thế nhưng ông chủ lại thấy Edmund vô cùng dũng cảm, khi người ta không tiếc mạng sống cứu thuyền trưởng, anh lại trốn trên thuyền, vậy có xứng với danh thuyền phó không? Và thẳng thừng cho Edmund lên chức thuyền trưởng. Thuyền phó vô cùng tức giận, mắng chửi một hồi rồi rời đi. Mặt khác, Edmund còn có một người vợ sắp cưới xinh đẹp, tên là Mercedes. Hai người vô cùng yêu nhau. Fernand cũng thèm muốn Mercedes. Dù cho hắn ta không yêu Mercedes, nhưng thứ Edmund có được hắn ta cũng muốn có. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là vậy, nhưng lần nào cũng bị Mercedes từ chối. Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên, hơn nữa anh cũng không thử soi gương xem, nhan sắc kém Edmund vạn lần. Nếu tôi là Mercedes, tôi cũng chọn Edmund. Khi Edmund nói rằng mình sắp lên thuyền trưởng, Mercedes vô cùng kinh ngạc. Còn Fernand lại vô cùng đố kỵ, không nói được một câu chúc mừng đã rời đi. Sau khi mây mưa, Edmund nói với Mercedes chỉ cần anh mua được nhẫn, chúng ta sẽ kết hôn. Mercedes lại nói em không cần nhẫn. Sau đó giật một sợi chỉ dưới váy cuốn vào ngón áp út nói đây chính là nhẫn cưới của chúng ta. Bất luận xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ không tháo nó xuống. Hôm sau, Fernand đang âu sầu thì gặp thuyền phó. Giờ hai người đều rất hận Edmund, liền bắt tay nghĩ ra một kế hoạch độc ác. Buổi tối khi cả nhà Edmund ăn thịt nướng chúc mừng, một toán quân lính xông vào dẫn Edmund đi. Villefort, tranh án thành phố hỏi Edmund khi ở đảo Elba có bí mật tiếp xúc với Napoleon không, bởi vì thuyền phó đã tố cáo anh. Edmund đành phải lấy bức thư kia ra. Tranh án mở ra xem phát hiện đây là thư Napoleon viết cho đồng đội, trên đó có đánh dấu thời gian và địa điểm quân Anh tuần tra trên đảo. Rất rõ ràng Napoleon muốn trốn thoát khỏi hòn đảo, gây dựng lại sự nghiệp. Edmund suýt nữa gặp nạn lớn. Có điều do không biết nội dung bức thư cộng thêm vẫn chưa đưa thư, tranh án đã tha cho anh ta. Lúc mở cửa, tranh án hỏi thêm một câu, bức thư này là gửi cho ai? Edmund không hề suy nghĩ nói ra tên của người lính già kia. Tranh án nghe xong sắc mặt tối sầm lại, bởi vì người lính già đó chính là cha anh ta. Chuyện này mà truyền ra ngoài, anh ta chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy. Liền lập tức đốt bức thư rồi lừa Edmund lên xe ngựa áp tải đến một bến tàu. Sau khi xuống xe, Edmund mới biết bản thân đang bị áp tải đến nhà tù. Anh ta đẩy hai người lính xuống biển rồi cướp một con ngựa chạy thẳng một mạch đến nhà Fernand. Edmund giải thích rằng bản thân bị Napoleon lừa. Bởi vì một bức thư của ông ta mà bản thân trở thành tội phạm bỏ trốn, cầu xin Fernand giúp mình. Thế nhưng Fernand lại giơ kiếm lên, Edmund tưởng rằng bạn mình đùa liền bảo anh ta bỏ kiếm xuống, không còn thời gian nữa. Thế nhưng Fernand lại nói, tôi đã nhìn thấy Napoleon đưa thư cho anh, còn đọc trộm bức thư đó nhân lúc anh ngủ. Là tôi đưa chuyện bức thư nói với thuyền phó, sau đó tố cáo anh. Edmund tức giận hỏi tại sao anh lại làm như thế. Fernand không trả lời trực diện, chỉ nói mọi chuyện quá phức tạp. Edmund cướp được một thanh kiếm muốn đánh bại Fernand để thoát ra ngoài nhưng không phải đối thủ. Bởi vì Fernand xuất thân quý tộc, từ nhỏ đã luyện kiếm, Edmund không đánh lại được cũng không thoát được, tuyệt vọng quỳ dưới đất, rất nhanh đã bị binh lính đến bắt đi. Trước khi rời đi, Fernand còn đưa cho Edmund một quân cờ với ý cười nhạo vì từ nhỏ Edmund đã thích chơi cờ. Sau đó Edmund bị áp tải đến một nhà tù trên một hòn đảo ngoài biển xa. Edmund nói với ngục trưởng rằng mình vô tội. Ngục trưởng lại nói tôi biết anh vô tội, bởi vì nếu anh thực sự có tội thì sẽ không bao giờ đến đây. Nơi này là nơi che giấu tội ác của họ. Nói xong thì đưa anh ta đến phòng giam. Bốn phía nhà giam đều là đá, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ. Ngục trưởng nói để giết thời gian cho tù nhân, mỗi năm tôi sẽ đánh họ một trận. Do hôm nay là ngày đầu tiên anh vào tù, vậy nên cũng phải như vậy,
Nói xong liền treo Edmund lên đánh một trận đã tay mới thôi. Cùng lúc đó, ông chủ tàu buôn lương thiện dẫn theo người nhà của Edmund tìm đến tranh án nói lý. Ferdinand cũng đến theo, còn giả nhân giả nghĩa nói tôi tin Edmund trong sạch. Tranh án chắc chắn sẽ không nói ra sự thật, chỉ nói Edmund phạm tội phản quốc, còn khuyên Mercedes từ bỏ anh ta, trân trọng Ferdinand bên cạnh. Ferdinand ngây người không hiểu tại sao tranh án lại nói đỡ cho mình. Tại sao không vạch trần chuyện hắn ta tố cáo Edmund? Tranh án bảo hắn ta ngồi xuống giao cho một nhiệm vụ. Không lâu sau, Mercedes nhận được tin báo tử của Edmund. Cô ta khóc lóc nhào vào vòng tay của Ferdinand. Ở bên này trong nhà tù, Edmund đang sống những ngày đen tối trong đời. Thức ăn giống như cám lợn, chỉ có chút rau xanh đã úa. Cửa phòng giam một năm mới mở một lần để cho ngục trưởng đánh anh ta. Mấy năm sau, anh ta đã bị dập tắt toàn bộ hy vọng. Hôm đó đột nhiên nền nhà rung chuyển, một ông già tóc bạc phơ đội đất xông lên. Edmund vô cùng hoảng sợ còn tưởng rằng thấy ma, một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Ông già tóc bạc nói ông ta là một mục sư đã ngồi tù ở đây hơn 10 năm. Tốn mất 5 năm để đào hầm, vốn định để trốn ra ngoài, không ngờ lại đào nhầm hướng. Nói xong ông ta dẫn Edmund đến phòng giam của mình muốn mời Edmund gia nhập với mình, đào hầm về hướng ngược lại. Để báo đáp, ông ta có thể truyền lại cho Edmund những tri thức quý báu của mình về kinh tế, triết học, khoa học. Edmund lập tức đồng ý. Do cửa nhà giam một ngày chỉ mở 2 lần, vậy nên hai người có rất nhiều thời gian đào hầm. Về sau mục sư kể về nguyên nhân mình bị nhốt ở đây. Ông ta từng làm thư ký cho một bá tước giàu có. Sau khi bá tước chết để lại một tài sản khổng lồ nhưng không ai biết cất giữ ở đâu. Napoleon muốn có được tài sản này và cho rằng mục sư biết vị trí của kho báu nên mới nhốt ông ta ở đây. Tối đó Edmund đột nhiên đòi mục sư dạy mình dùng vũ khí bởi vì ông ta từng tham gia chiến tranh. Qua một thời gian tập luyện khổ cực, rất nhanh anh ta đã trở thành cao thủ trong giới kiếm thuật. Tầm này thì độc cô cầu bại cũng khó lòng đánh được anh ấy. Đồng thời còn tiếp nhận một lượng lớn tri thức. Hôm đó đột nhiên vô tình đào được rễ cây. Điều này có nghĩa là chỉ mấy tháng nữa thôi là họ có thể đào thông ra ngoài, hai người đều rất vui mừng. Nhưng trùng hợp làm sao, lúc này đột nhiên xảy ra động đất. Đá rơi xuống chôn sống mục sư. Sau khi bị kéo ra ngoài, ông ta đã bị đâm rách phổi. Biết bản thân không sống được, ông ta liền chỉ cho Edmund lấy ra một bản đồ từ dưới viên gạch nói trên đó có đánh dấu vị trí kho báu của bá tước. Dặn dò Edmund tiếp tục đào hầm, sau khi thoát ra ngoài dùng số tiền này làm việc thiện, nói xong liền ngừng thở. Lúc này cai ngục đến đưa cơm, Edmund đành phải trốn vào trong đường hầm. Cai ngục gọi một hồi vẫn không thấy động tĩnh, nhận ra mục sư đã chết liền cuốn gói thi thể lại rồi chạy đi nói với ngục trưởng. Lúc Edmund tạm biệt mục sư lần cuối, đột nhiên nghĩ ra một kế hay. Sau khi ngục trưởng đến nơi liền lệnh cho thuộc hạ khiêng thi thể ra ngoài vứt. Cai ngục khác đưa cơm cho Edmund, gõ cửa một hồi cũng không thấy động tĩnh. Sau khi vào trong mới phát hiện người nằm dưới đất chính là xác của mục sư. Ở bên này, ngục trưởng và thuộc hạ đã đến bên vách vực muốn ném cái xác xuống biển để cho nhanh chìm còn khóa chân và buộc thêm đá vào. Lúc này cai ngục đưa cơm cho Edmund chạy đến nói đừng ném. Nhưng do cách quá xa, ngục trưởng không hề nghe thấy. Lúc Edmund bị ném xuống nhanh tay với được chìa khóa treo ở thắt lưng cai ngục, vô tình kéo luôn cả ông ta xuống. Sau khi chìm xuống biển, Edmund dùng dao cắt dây trói, dùng chìa khóa mở còng chân rồi nhô lên mặt nước. Cai ngục ở bên cạnh đang bám vào mỏm đá. Edmund vô cùng ghét ông ta, lao đến ấn ông ta xuống nước dìm ông ta chết đuối. Rồi bơi đến hòn đảo ở gần đó. Ngồi tù oan 13 năm, cuối cùng cũng được tự do, Edmund vô cùng vui mừng, chạy nhảy như điên trên bờ biển kết quả lại đụng mặt với một toán cướp biển. Tên thủ lĩnh cướp biển nói, hắn ta đến đây để chôn sống một người tên Jacob vì anh ta đã ăn chặn tiền từ thiện của họ. Thấy Edmund xuất hiện, tên thủ lĩnh liền bảo hai người thách đấu, ai thắng sẽ được sống. Giờ đây Edmund đã là cao thủ võ lâm, chỉ bằng vài chiêu đã đánh bại Jacob, nhưng anh ta không hề giết người, còn cầu xin với tên thủ lĩnh nói Jacob đã bị trừng phạt, để hai chúng tôi cùng sống phục vụ cho ngài đi. Tên thủ lĩnh thấy cũng có lý liền đồng ý. Jacob cũng rất trượng nghĩa, thề sẽ đi theo Edmund cả đời. 3 tháng sau, thuyền đã đến cửa biển Marseille. Tên thủ lĩnh cho Edmund một túi tiền rồi bảo anh ta và Jacob xuống thuyền. Do đã ra đi nhiều năm, Edmund thậm chí không tìm được nhà mình, đành phải đến thăm ông chủ tàu buôn năm đó. Kết quả ông ta không nhận ra Edmund, Edmund cũng không dám nói ra thân phận của mình. Ông chủ nói sau khi Edmund bị bắt, cha của anh ta đã treo cổ tự sát. Tranh án được điều chuyển đến Paris, cha của hắn ta cũng bị người khác mưu sát chết. Ông ta thì bị thuyền phó đẩy xuống bùn, bây giờ sống vô cùng khó khăn. Mercedes lấy Ferdinand. Ferdinand giờ đã trở thành bá tước. Edmund vô cùng kinh ngạc, sau khi để lại toàn bộ tiền cho ông chủ liền lần theo bản đồ kho báu tìm được kho báu mà bá tước để lại trên một hòn đảo. Hơn 10 hòm vàng, phải mấy thuyền mới chở hết. Jacob cười không khép được miệng, khuyên Edmund mau chóng báo thù để tận hưởng vinh hoa phú quý. Edmund lại nói chết quá nhẹ nhàng với bọn chúng, tôi phải khiến họ chịu đựng những đau khổ mà tôi đã chịu đựng.
Mấy ngày sau, Edmund để Jacob kéo theo một xe vàng mua cho mình một chức vị bá tước. Ngày lên nhận chức, mở tiệc ăn mừng vô cùng hoành tráng. Mặt khác, tuy Mercedes đã trở thành vợ của Ferdinand, có con trai nhưng sống không hề hạnh phúc. Bởi vì Ferdinand không những nghiện cờ bạc còn nuôi rất nhiều tình nhân. Tên thuyền phó kia thì lên như diều gặp gió, giờ đã trở thành giám đốc ngân hàng. Edmund quyết định ra tay với con trai của Ferdinand. Anh ta bảo tên thủ lĩnh và nhóm cướp biển diễn một vở kịch giả vờ bắt cóc con trai của Ferdinand, sau đó anh ta xuất hiện giải cứu. Cứ như vậy thuận lợi được mời đến tiệc sinh nhật của con trai Ferdinand. Trong lúc đó, Ferdinand cũng không nhận ra anh ta, chỉ có Mercedes vừa nhìn là nhận ra ngay. Sau khi bữa tiệc kết thúc, cô ta lén lút lẻn vào xe ngựa của Edmund. Thế nhưng Edmund vẫn còn hận Mercedes, đồng thời cũng không thừa nhận thân phận của mình và đuổi Mercedes đi. Ở bên này, Ferdinand và tên chánh án vô tình nghe ngóng được Edmund có một khối tài sản kếch xù, liền nghĩ ra một kế hoạch độc ác. Bọn chúng phái thuyền phó đến cướp tài sản, mà không biết đã mắc bẫy của Edmund. Khi nhóm của thuyền phó đến cướp bị cảnh sát bắt ngay tại trận, hắn ta lập tức khai ra Ferdinand và tấn công Edmund. Kết quả không phải đối thủ, bị dây thừng quấn quanh cổ. Edmund muốn cho hắn ta chết một cách rõ ràng, liền nói ra thân phận của mình rồi đẩy hắn ra ngoài và bị xiết cổ chết. Sau đó Edmund lại tìm đến chánh án đang xông hơi, cố ý nói ra chuyện năm đó bị đổ oan. Chánh án bị chọc tức nhất thời lỡ miệng thừa nhận đã đổ oan cho Edmund. Còn nói ra chuyện hắn ta đã lệnh Ferdinand đi giết cha mình. Đây chính là nguyên nhân năm đó hắn ta đã nói đỡ cho Ferdinand. Thế nhưng đợi khói xung quanh tan đi, bên cạnh xuất hiện một nhóm cảnh sát. Hóa ra đây cũng là cái bẫy của Edmund. Trong xe ngựa của chánh án có một khẩu súng. Hắn ta định dùng súng tự sát nhưng súng không có đạn. Edmund thò đầu vào cửa sổ, nói anh nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho anh dễ dàng vậy ư. Nói xong liền lệnh đưa hắn ta đến nhà tù trên đảo kia. Sau khi trở về, Mercedes lại tìm đến anh ta. Thấy cô ta kiên trì như vậy, Edmund cũng thừa nhận thân phận của mình. Mercedes nói những năm nay cô ta vẫn luôn trung thủy, còn đưa chiếc nhẫn bằng sợi chỉ cho anh ta xem. Edmund nhìn thấy vậy liền tha thứ, hai người trải qua một đêm mặn nồng. Hôm sau Mercedes trở về nhà thấy Ferdinand đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bỏ trốn bởi vì hắn ta đã bị cảnh sát truy nã. Để kích động hắn ta, Mercedes đã nói thực ra con trai không phải là con trai của anh mà là con của Edmund. Đây là lý do tại sao sau khi Edmund bị bắt, tôi lại lập tức lấy anh. Ferdinand rất phẫn nộ, một mình trở về căn nhà cũ chuẩn bị lấy tiền của thuyền phó cướp về được. Kết quả mở hòm ra chỉ thấy bên trong bám một lớp bụi và một quân cờ. Lúc này Edmund xuất hiện, sau khi cạo râu Ferdinand mới nhận ra anh ta. Hai người đàn ông này liền lao vào đấu kiếm. Do Ferdinand khinh địch, Edmund không tốn chút sức lực đã hất được kiếm của hắn ta đi. Nhưng vào lúc định xuống tay thì bị con trai chạy đến ngăn cản. Edmund hết cách đành phải ra đấu với con trai, rất nhanh con trai cũng bị đánh bại. Lúc này Mercedes và Jacob cũng đến nơi. Mercedes nói với con trai rằng cha ruột của con thực ra là Edmund. Nghe vậy cả Edmund và con trai đều nghệt mặt. Ferdinand nhân cơ hội nhặt súng lên. Edmund khuyên hắn ta bỏ súng xuống rời đi, bằng không sẽ không tha cho hắn ta. Jacob ở bên cạnh lập tức phi con dao găm, viên đạn bị lệch bắn trúng vai của Mercedes. May thay chỉ là vết thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Ở bên này Ferdinand chạy được một hồi lại dừng lại, hắn ta lại xin lòng đố kỵ. Hắn ta không muốn nhìn thấy Edmund có mọi thứ, còn bản thân thì trắng tay lại quay về tìm Edmund để khô máu với anh ta. Đúng là có sao phải nói vậy, kiếm thuật của Ferdinand cũng khá lợi hại, một bên là Iasu, một bên là Zone, hai người combat cân tài cân sức, kiếm rơi thì lao vào đấu cơ bắp. Rồi lại nhặt kiếm lên tiếp tục giao chiến, đánh không ai chịu kém ai. Vào lúc Ferdinand chuẩn bị anti, Edmund đã kịp thời chăn chối. Ferdinand đã chính thức lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. 3 tháng sau, Edmund quay trở lại hòn đảo đã bị giam 13 năm, thề với Thượng Đế và cha xứ nhất định sẽ dùng tài sản của mình làm việc thiện. Sau đó rời đi cùng vợ và con trai, sống hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã xem video ủng hộ chị đẹp review phim đến phút này. Nếu thấy hay hãy để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhé. Bộ phim hôm nay đến đây là hết. Cuối video ngày mai, mình sẽ có 2 món quà gửi tặng 2 bạn fan may mắn nhất. Đừng quên đón xem nhé.